Warhammer 40,000 The Horus Heresy Đại chiến Thái Dương Hệ bắt đầu Chick Solar War bởi John French Terra Vào ngày đầu tiên của kỷ Primus Còi báo động vàng khắp Terra Trên vô số thế giới bị Imperium of Man Chinh phục và cai trị Họ nói về sự phân chia năm Về thời gian bị cắt thành hàng ngàn mảnh bằng nhau Phần thứ nhất phần thứ hai, phần thứ ba không có biến thể hay khác biệt nào cho đến khi số đếm chạm tới một ngàn và năm này ngả vào năm tiếp theo. Dù là trên những thế giới của đêm dài bất tận hay những ngày tăm tối, một năm là như nhau. Trong một đế chế trái rộng khắp một thiên hà, bất cứ cách tính nào khác đều sẽ là vô nghĩa. 0000014M31 là thời điểm mà các bản ghi chép còn sót lại đánh dấu khoảnh khắc đầu tiên của ngày đó được xác lọc và điều chỉnh để chính xác theo dòng thời gian, chuẩn hóa và loại bỏ bất kỳ yếu tố vô nghĩa nào khác. Nhưng tại đây, trên thế giới mà ngày, đêm và các mùa đã cho nhân loại khái niệm đầu tiên về thời gian, thì phép đêm cũ vẫn còn mang một ý nghĩa gì đó, cũng như khoảnh khắc một năm cũ chết đi và một năm mới sinh ra. Ngày lễ của hai khuôn mặt, ngày của ánh sáng mới, sự tần khởi, những cái tên cứ tiếp tục nối dài. Nhưng được khắc sâu hơn tất thảy ký ức luôn là ngày đầu tiên của kỷ Primus. Ngày đầu tiên trong chuỗi 365 ngày tiếp theo nó. Ngày của hy vọng và những khởi đầu mới. Bước ngoặt của năm đó khởi đầu trong khung cảnh tuyệt rơi trên chiến tuyến phía bắc của cung điện Hoàng gia, nơi ba người anh em bán thân cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm. Nó bắt đầu với ánh sáng bình minh và cái lạnh băng giá, lọt vào một căn phòng trên đỉnh tháp, khuấy động những quân bài sơn thủ công đang được chia bởi người đàn ông già hấn bất kỳ ai từng biết đến. Nó bắt đầu, bằng những tiếng còi báo động. Đầu tiên chỉ là một cái nằm ở trên ngọn tháp cao chót vót của cung điện, trước khi tiếng kêu của những chiếc khác vang lên, lặp đi lặp lại trên khắp địa cầu đang xoay. Âm thanh vang vọng qua các cảng không gian hùng vĩ như núi cao và lao xạ phan ra từ những đài phát thanh Vox ở tầng sâu của các thành phố tổ ong Atlantis. Tiếng còi tiếp tục vang lên, đóng băng bàn tay con người trong khi họ đang ăn uống và làm việc. Họ nhìn lên trong các hang động dưới lòng đất và các tầng hầm của các thành phố tổ ong dưới làn khói mù mịt họ đã nhìn lên với những người có thể nhìn thấy bầu trời một số ít nghĩ rằng họ đang thấy những ngôi sao mới được tạo ra trên bầu trời cao chúng bị ghim chặt bằng những cây đinh ánh sáng một lời hứa của lửa của trò tàn và một thời đại mất mát đang đến và cùng với tiếng còi báo động nỗi sợ hãi làn ra không tên nhưng vẫn cất tiếng hắn đã đến Họ nói Tàu hộ vệ tấn công Lacrame Vĩnh Xuyên sao Diêm Vương Con tàu đầu tiên của cuộc tàn sát đã bị phá hủy ngay khi nó vừa xuyên thủng bức màn của cõi thực Các luồng plasma phóng ra từ các họng súng Lừa trắng đâm vào mũi tàu Những tia sét và ngoại chất phát sáng phía sau thân tàu của nó Những viên đạn pháo khổng lồ phát nổ khoe sâu những vết thương nóng chảy đã được cắt vào thân tàu Tháp pháo và đài quan sát bị xé toạc khỏi tàu những con tháp trên sống tàu gãy nát. Nó vẫn tiếp tục lao tới khi mà cả phần vòng xung quanh đã bị xé thành từng mảnh. Mảnh vỡ của nó bốc cháy và va trúng quả mìn đầu tiên nằm rải rác trong bóng tối. Nhưng vụ nổ bùng lên xung quanh nó. Phần tân trước của con tàu bị cắt rời qua đuôi tàu, mũi tàu và bóng pháo tàu sụp xuống, áp suất phóng ra bên ngoài từ các lỗ hổng của thân tàu. Các mảnh vỡ phân tán trước khi ngọn lửa bao trùm phần không khí còn lại trong đống đổ nát. Tàu bị tiêu diệt một cụ adept cảm biến lên tiếng, vọng qua đài chỉ huy của tàu La Crimea. Sigismund đang dõi theo cái chết của kẻ đột nhập trong khi nó lan rộng trên màn hình hiển thị tại đài chỉ huy. Ông đang mặc áo giáp, thanh gươm được xích chặt vào cổ tay và mũi kiếm chui xuống bóng tàu dưới chân. Ông không hề chấp mắt hay di chuyển trong khi con tàu dãy ruộng và lao qua tầm nhìn. Trong sâu thẳm tâm trí, ông lại nghe thấy những lời nói tặng đưa mình đến thời khắc này. Người phải chọn nơi để đứng bên cạnh tìm nói về trách nhiệm của bản thân người hoặc bên cạnh cha người và lúc cuối cùng dùng quanh ông phi đội chỉ huy im lặng những đôi mắt dán chặt vào máy móc và màn hình đây chính là khởi đầu của thời khắc mà tất cả họ đều biết rằng sẽ chấm dứt những năm tháng chờ đợi một số người có lẽ đã nghĩ hoặc hy vọng rằng thời khắc này sẽ không bao giờ đến nhưng nó đây rồi đánh dấu bằng lửa tôi đã chọn Kira. ông nghĩ và trong đầu Ông là nghe những lời mà Don đã nói khi phán xét lựa chọn đó. Người sẽ được giữ nguyên cấp bậc, vị trí hiện tại và người sẽ không bao giờ nói bất kỳ người nào khác về điều này. Quân đoàn và Imperium sẽ không biết về phán quyết của ta. Nhiệm vụ của người là không bao giờ để sự yếu đuối của bản thân làm vấy bẩn những người có sức mạnh và danh dự hơn người. Như cha muốn, thưa cha. Ta không phải là cha người. Don gầm lên. Cơn giận dữ của ông đột ngột tràn ngập không khí khuôn mặt ông bị nuốt chừng bởi bóng tối của hoàng hôn. Người ấy không phải là con của ta, vị Primark nói khẽ. Và bất kể tương lai của người có ẩn giấu điều gì thì chẳng nữa, người ấy cũng sẽ không bao giờ là con ta. Ta đã chọn, ông thì thầm với chính mình. Và đây là nơi ta sẽ đứng đến thời khắc cuối cùng. Ngọn lửa từ con tàu đã chết cháy lan rộng khắp các màn hình. và gầm gừ nếu chúng định tấn công ta giống vậy Thì cuộc chiến sẽ khó mà xứng đáng với những giọt mồ hôi của ta Chúng sẽ không cho chúng ta sự xa xỉ đâu đâu Boreas trả lời Sigismund không nhìn về vị trí của các ảo ảnh ba chiều Của vị Assault Captain hay Lieutenant của ông Mỗi người trong số họ đều đang đứng trên phòng chỉ huy của một chiếc tàu chị em của chiếc Lecromia. Ran mặc bộ giáp Mark III cả tiến cho chiến đấu trong môi trường không trọng lực. Với các đinh gia cố được gắn vào ống chân và cầu vai trái, nơi đầy những vết sẹo từ các trận chiến diễn ra tại đây, ở rìa của hệ thống, ngay bên dưới lớp sơn màu vàng tươi mới phủ. Tay phải ông cầm chiếc khiên bọt đình to lớn. Cặp rìu đôi được giữ bằng khóa 500 ngay trước biểu tượng và huy hiệu trên mặt khiên. Sigismund tưởng tượng rằng mình có thể nhìn thấy nụ cười mèo mó trên khuôn mặt của Ran khi ông quay sang nhìn Boreas và nhún vai. Hình ảnh ba chiều của vị Lieutenant của các Templar không hề gì chuyển. Không đổi mũ, Khuôn mặt của ông như thể đơn giản là một vết sẹo mèo mó và nếu có bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài cơn cuồng nộ đang ánh lên trong đôi mắt lạnh lùng đó, Sigismund cũng không thể nhìn ra được. Thanh gươm của Boreas cao gần bằng chính ông. Nó mang trên mình biểu tượng của các Templar trên lưỡi kiếm khắc tên của những người đã khuất. Sigismund nói khẽ và lắng nghe mệnh lệnh của mình lan tỏa. Tất cả các tàu sẵn sàng rung động trên bông tàu tăng cao cơn đau âm ỉ tích tụ trong hộp sọ của ông trong những giờ qua đang ngày càng rõ nét ông nhận thấy một trong những phi hành đoàn con người trên bông tàu rùng mình và quyệt tay lềm cục máu đang tụ lại trên mũi cô hãy giữ vững lời thề và sức mạnh từ mục tiêu của chúng ta ông cất lời những tiếng thi thầm vo ve ở rìa suy nghĩ của ông những mũi dao cạo cao qua kim loại họ đã phải dùng thuốc an thần cho mọi astropath của hạm đội vào hai tiếng trước do một làn sóng áp lực tâm linh đã khiến họ lắp bắp và la hét. Nó đã trở nên dữ dội hơn với mỗi khoảnh khắc trôi qua và nó báo trước một điều. Nó là làn sóng phát ra từ một hạm đội khổng lồ đang tiến đến từ Wap ập xuống hệ mặt trời như thể bão tố. Horus và những kẻ phản chắc đang đến. Và điện gió viết tâm linh đang tăng lên tột biến. Một adept cảm biến hét lên. Chúng tới rồi, Ra nói và đưa nắm đấm tay lên ngực. Danh dự và Kajit vì Primark và Terra, Boreas nói. Vì những lời thề của chúng ta, Sigismund nói. Hình ảnh của hai vị huynh đệ biến mất trong nháy mắt. Ông vơi tay xuống kéo mũ giáp của mình từ thắt lưng và đội chặt nó vào đầu mình. Hy vọng ta có đủ sức mạnh trong thời càng này. Ông nói với chính mình khi màn hình trong mũ hiển thị sáng lên trước mặt. Ngay lập tức, một bản đồ dữ liệu hình cầu của cuộc chiến hiện ra trước mặt ông. Vịnh sao Diêm Vương chấp lánh với các tháp pháo bãi ngư lôi và mìn trôi giặt trong không gian. Chúng kết hợp với nhau, tạo thành một mạng lưới lớn, sâu hàng chục nghìn km, trải dài từ rìa của vùng không gian đen kịt đến quỹ đạo của sao Diêm Vương. Những phi đội tuần dương và tàu tuần tra chỉ có kích cỡ bằng động cơ và vũ khí của các tàu chiến. Chúng được chế tạo trong quỹ đạo của Luna, Sa Mộc và Sao Thiên Vương để rồi bị kéo tới vùng rìa của ánh sáng mặt trời. Bên cạnh chúng là hạm đội của vành đài thứ nhất, hàng trăm tàu chiến tất cả chúng cũng chuyển động một cách đồng đều. Và phía sau các tàu chiến, cả mặt trăng của sao Dương Vương đang đợi sẵn. Lấp đầy với vũ khí và được khoét rỗng với các hầm hào, mỗi mặt trăng đều là một pháo đài có thể chống lại cả một hạm đội. Bức màn sao trời đột ngột bị quấy động với ánh sáng. Những vết rách mở ra trong khoảng không, những mảng màu sắc choáng váng và trói lọi tràn ra khi những con tàu nối đuôi nhau phóng ra từ cõi vô thực thành hiện thực. Hàng chục, và sau đó là hàng trăm. Các vây tàu cảm biến trong Lacrimia có giật và lập bắp khi mục tiêu của chúng xuất hiện nhanh hơn tốc độ mà chúng có thể phát ra các cập nhật. Những bãi mìn kích hoạt, những vụ nổ nối tiếp nhau tạo thành một chuỗi trải dài trong màn đêm. Các ô súng khai hỏa, những đầu đạn khổng lồ, tên lửa và plasma lao vào kim loại và đá cứng, xuyên phá và phát nổ. Những con tàu bị phá hủy, thậm chí ngay khi chúng vừa mới kịp nếm trải thực tại. Vò tàu bị xé toạc bởi lửa, ruột gan chìm vào bóng tối. Trong 10 giây đầu tiên, hơn 100 tàu chiến đã hóa thành đống đổ nát. Hầu hết chúng từng là những tàu chiến của lực lượng Imperial Army từ đầu khiển bởi những kẻ đã tuyên thệ với Horus và đã được trao thưởng bằng vinh dự trở thành những kẻ đầu tiên rút lưỡi gươm của mình trong trận chiến này. Chúng đã chết vì vinh dự đó, bị thiêu rụi bên trong đống đổ nát của những con tàu của chính chúng trong khi thân tàu bị xé nát xung quanh. Nhưng chúng vẫn cứ tiếp tục. Những con tàu nối đôi nhau sẽ bỏ bức màn thực tại, như thể một lá cờ đang vẫy chơi như hãng súng. trước những họng súng. Chiếc tàu chiến đầu tiên của một quân đoàn Astartes trồi lên từ trong Warp. Nó được đặt tên là Erinus, thuộc lớp Bombardment Galleon của quân đoàn số 4. Một con tàu dài 5 km được bao bọc bởi hệ thống 3 nòng pháo Nova Cannon À, khai hỏa cả ba nòng khi thực tại hồn và già mình. Mỗi viên đạn pháo Nova có kích thước bằng cả một cỗ Battle Titan. Lõi của nó chứa đầy plasma bất ổn định. Trung bắn không có mục tiêu vì chúng không cần. Những phát bắn hướng thẳng vào trung tâm của hàng phòng thủ và phát nổ với sức mạnh và ánh sáng của một ngôi sao mới chào đời. Những u súng tàn biến, những bãi mìn bị thổi bay và phát nổ tạo thành những quả cầu đỏ rực. Lửa tiếp tục bùng lên tại các hàng phòng thủ khi các tàu chiến liên tục băng qua mảnh vụn của anh em chúng. Ánh sáng của bão lửa phủ kín các màn hình và đài quan sát của chiếc La Cromere. Màn hình trong mũ của Sigismund bị che quật. Giao chiến, ông ra lệnh và Lacrame tiến về phía trước. 20 tàu tuần dương và khu trục hạm đi ngay theo sao đội hình chặt chẽ. Tất cả đồng loạt khai hỏa, các nòng súng khác ra lửa khi họ di chuyển cắt ngang tuyến đầu của hạm đội địch. Những chùm sáng ma quái và ngoại chất kéo dài như thể những cánh tay vươn dài của bóng tối được tạo ra khi nhiều con tàu hơn đầm xuyên qua Warp. Một làn sóng tâm linh và chúng Trước tàu Imperialis mang tên Solar Sun. Nó xoay tròn, thân tàu nứt toác và vỡ vụn khi các định luật của thực tại hóa thành hư vô. Chiếc Lacrame và các chị em của nó không hề chùn bước mà tiếp tục tiến lên. Họ chỉ có một mục tiêu trong lúc này, diệt càng nhiều kẻ địch càng tốt trong khi chúng bò ra từ biển Warp lên biển bờ của thực tại. Trong lúc này, con mồi của các Fist rất dễ bị tổn thương và hạm đội của Vành tài Thứ nhất chính là những kẻ săn mồi. Các họng súng của Lacrame đã tìm thấy làn da của chiếc Fire Oath trước khi nó kịp khởi động lá chắn của mình nhưng viên đạn pháo khổng lồ xuyên qua bong tàu và phát nổ. Đạn dược bị kích hoạt bởi lửa ngay trong các tời tải. Thân tàu của chiếc pháo phồng lên rồi phát nổ. Các mảnh vụn có kích thước bằng cả tòa nhà vang ra và chống sườn của một chiếc tàu tuần dương khi nó vừa xuất hiện từ WAP và xé toạc đài chỉ huy của nó khỏi đuôi tàu. vết rạch của UAP mà nó đã đi ra lập tức ngoạm lấy đống đổ nát. Giữ vững, Sigismund hét lên. Giọng của ông truyền qua các tàu chiến dưới quyền thông qua các kênh Vox kiểu răng rắc. Vì lời thề của chúng ta, chúng ta giữ vững. Chiếc là đảo hướng, trong khi phiền đoàn phàm trần của nó la hét vì những bóng ma và ác mộng bùa về tầm nhìn của họ. Thực tại bên trong vòng chiến, giờ đây còn mỏng manh hơn những mảnh vụn mèo mó trôi nổi trong vòng đêm. La xoay vòng, như họng súng của cô tìm kẻ thù này sau kẻ thù khác. Nhưng với mỗi kẻ chết đi, ba tiền khác sẽ lại kéo đến từ Warp. Những quả ngư lôi chết chóc nằm trong khoảng không đã được kích hoạt và lao về phía trước sạc tàu bị xẻ thịt và rụt cháy. Pháo đài mặt trăng của Sáo Diêm Vương đã thấy dấu hiệu đầu tiên của những kẻ xâm lược trong phạm vi tấn công của mình và cất tiếng, các lá chắn mới được thắp sáng lóe lên khi chúng sụp đổ. Nhưng câu trả lời đã được nhận. Các hạm đội neo gần các mặt trăng tiến về phía trước rồi cũng bắt đầu giết và hy sinh. Ánh sáng của trận chiến lóe lên rồi lại mờ đi với ánh sáng của hàng ngàn cú nhảy quáp cho đến khi bên nào đang bắn và bên nào đang cháy đã bị thất lạc trong một ngọn lửa gận sóng trải dài hàng vạn km. Vài giờ sau, ánh sáng của ngọn lửa đó sẽ lấp lành trong màn đêm phía trên các bức tường thành của cung điện hoàng gia khi quả báo động vang lên để báo hiệu rằng Horus cuối cùng đã mang theo chiến tranh đến hệ thống sao mẹ của loài người.